Thưa quý vị, xác định giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai linh hoạt với những cách làm thiết thực. Bám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ cơ sở đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị Trần Thị Dương là một trong số các hộ nghèo trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Có chồng là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh, chị Dương lại không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Năm 2022, nhờ số tiền hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, chị Dương có nguồn lực đầu tư một chiếc xe nước mía để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, nguồn thu nhập của gia đình chị cũng ổn định hơn. Chồng tôi đi làm thì làm thợ hồ á, thì cũng hồi có hồi không nữa kìa. Lúc mà hỗ trợ xe nước mía thì mình cũng được hơn, có việc làm đồ kìa, buôn bán thì cũng ổn định hơn. Thì cũng có động lực để mình vươn lên, có thể là năm sau mình thoát nghèo được. Còn đây là tiệm bọc nệm, bọc yên xe của ông Tạ Bá Tuấn tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến kinh phí nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học đều phụ thuộc vào công việc này. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Tuấn không có đủ khả năng để trang bị máy móc cần thiết để phục vụ công việc. Nắm bắt nhu cầu đó, Mặt trận phường Mân Thái đã nhanh chóng trích quỹ vì người nghèo để hỗ trợ ông Tuấn một chiếc máy may tạo thuận lợi để ông làm ăn. Từ khi mà hỗ trợ được máy may là công việc tôi thuận lợi và làm ăn phát triển. An cư rồi lạc nghiệp. Sau khi có chỗ ở ổn định, vấn đề hỗ trợ việc làm để hộ nghèo thoát nghèo bền vững cũng được thành phố quan tâm chú trọng. Hàng năm, các buổi đối thoại với hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo được chính quyền địa phương tổ chức thường xuyên để kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ. Riêng về hỗ trợ phương tiện sinh kế thì phải nói rằng là đây là một trong những vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Tại vì chúng ta thường nói là nên hỗ trợ cái cần câu để cho người nghèo người ta dựa vào đó để mà tự tạo ra thu nhập và chăm lo được cái cuộc sống của họ. Thì chúng tôi là khi mà đối thoại hộ nghèo đầu năm thì chúng tôi luôn định hướng đối thoại với người nghèo là định hướng là bây giờ cái trường hợp hộ đó mình cần hỗ trợ cho họ những cái gì. Có thể thấy, nâng cao hiệu quả dân vận thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, giải pháp hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao chiếc cần câu cơm được xem là cách làm hiệu quả để khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của hộ nghèo, tránh mang tâm lý dựa dẫm, ỷ lại.